Báo cáo quý vị, lúc này đang là chiều tối ngày 9 tháng 1 2019 và chúng tôi đang chuyển bộ bàn ghế gỗ cẩm lai tay rồng. Bộ này là cột 12 x 16 thứ và hàng chọn vân tuyệt đẹp. Mới hôm qua thì tôi mới chuyển bộ như thế này là vào trong cho anh Lai ở ngã ba Vũng Tàu. Thế còn hôm nay thì lại chuyển bộ này đi cho nhà bác Tuệ ở Tây Mỗ Hà Nội. Thì bác Tuệ thì lấy một bộ này vào một chiếc kệ tivi đây. Đây là chiếc kệ tivi chọn vân. Chiếc kệ tivi gỗ hương chọn vân tuyệt đẹp. Ở nhà ở đồ gỗ Đức Hiền thì rất nhiều cái sản phẩm chọn vân. Và thưa quý vị là hiện nay ở trong cửa hàng thì vẫn đang còn rất nhiều kệ tivi. Và cái bộ ghế y chang này thì đang còn một bộ nữa. Quý vị có thể là liên lạc với cái số điện thoại ở trên màn hình đây để liên lạc để chúng tôi. Đây bên kia là khu C của chúng tôi. Ơi. Đang quay phim. Em cứ thanh toán rồi giao hàng thôi. Đấy, các bác ấy đang sang chưa? À, được rồi, đợi một phút. Và ai đang lấy ấy, đợi một phút đi. Và thưa quý vị, trong này là chúng tôi đang làm phẳng cái mặt cập thờ của bác ở Mê Linh. Và trong này nữa là đang đánh bộ ghế, đang đánh bộ ghế Louis. Bộ ghế Louis này thì là của khách hàng là anh ở cầu ở Hải Hậu Nam Định. Là Hải Hậu Nam Định nó có cái cầu gì ấy nhỉ? Hả? Không phải cầu Lạc Quần. Sáng nay anh dặn là một cái cầu gì? Cầu gì đến Hải Hậu, nhiều cầu lắm. Qua cầu Lạc Quần thì đến Hải Hậu. Thế còn đến cầu gì nữa không? Hải Hậu cái cầu gì? Đi đến trục đường thì nó phải có trục cái cầu. Trục cái cầu. Tôi không nhớ sáng nay bác dặn là cái cầu gì. Tôi nhớ là một cái cầu. Tưởng là chỉ có một cái cầu nhưng mà anh em lái xe bảo là trục cái cầu. Còn đây là bộ bàn ghế của chị Hiền ở Bắc Ninh. Như vậy là không khí lao động hết sức là khẩn trương. Còn trong này vẫn đang và ngày lúc nãy thì có một bác ở Ninh Bình thì mới hỏi về cái kệ tivi gỗ hương mà loại dày. Thì thưa quý vị là đợt trước chúng tôi là 4 chiếc. Thì một chiếc có cái ô kéo ở giữa này là khách đặt. Thế còn lại cùng đợt đấy là có làm 3 chiếc nữa cũng dày y chang vậy. Và cái ngăn kéo nó có cái hình cái quả nho cả. Đấy, hàng rất là dày dặn luôn. Hiện nay ở trong cửa hàng là còn 3 chiếc. Và giá mỗi một chiếc này là 25 triệu. Thì bác ở Ninh Bình có hỏi và bác định lấy một cái. Thì nhân tiện đây quay cho bác luôn. Đồ gỗ Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Thì hiện nay chúng tôi đang còn mấy ngàn sản phẩm nên mời quý vị về tham quan mua sắm tại Đồ gỗ Đức Hiền cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.